trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Này trái này, hết pin rồi. Rồi, bắt đầu đây. Có gì em nên cứ lên ngăn căn mẹ con nhà nói. Không ai ngăn được. Phần này không thì thằng đấy thì okay. Mày cứ không. Giả mới có trừ 6,5. Mà lúc nó đi 15 phút nữa chứ mấy. Anh mang đi. Thế lên thì có làm sao? Không nói được. Có đem sạc pin về không đấy? Anh giúp vào làm cái gì nói luôn đi, tăng vội thật đây cấm mà lại lên nhìn nhớ vào anh này ta đang vội cấm mày ra chẳng nhìn nữa.
Như vậy video của mình kết thúc đây các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ là làm là video hướng dẫn các bạn tô mờ những bức tranh mà các bạn yêu thích. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lần like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Vừa ăn vừa khỏe thích. Cho nó tranh vành. Ăn một lít hai cãi à? Lợn này. Đâu, lần này mà. Đúng rồi. Nhét đi. Nhét đi. Mua cho cái thằng bà tôi có mình kia mà. Đấy. Chết à? Mẹ giấy. Giấy đâu? Trình bình phim. Một phút nãy ta tập tiếng này mày khác điểm. Đừng có lấy em ơi, em ơi này. Nghe thấy giọng bằng tít là có điểm. Khóa mẹ ăn thử người đi. Nó có bạn. Ý. Ý lại dẫn em lại. Mày xa đi à. Thì anh quyết xuống đây bảo cho tao làm máy tính. Lại làm đây khó quá. Tại vì nó thế gì nữa. Mẹ là máy tính thích hơn. Mù cái mặt. Mù đã địch mẹ. Mày làm đi. Địch mẹ được làm. Thế kêu ca kêu gì? Bảo là anh quên mà cứ bảo là thiếu người máy tính. Mày cứ bảo ta biết chứ. Đi không? Đi không? Bố bảo khác. Khác kệ mày. Thế bố mày càng được chứ. Ừ thì càng ngon chứ không có tiền đi rồi. Ừ. Địch mẹ mới bắt à. Bắt đầu phải học nhiều xem mày đi làm kiểu gì. Tôi kêu à. Hả? Địt mẹ mày đi làm cả ngày đã sắp chê từ tối đi làm được. Tao giỏi. Làm cả ngày đéo đâu. Đi học. Ừ, đi học cả ngày ấy. Thế xong tối mày đi làm thì địt mẹ tao cho mày thêm tiền. Ồ. Mất tiền hơn phố đi làm được bốn mươi chất. Địt mẹ. Ăn rồi đến ngủ cái này cái địt ai cả. Địt mẹ đặt chỉ tiêu vào 4 tiếng. Rồi. Mấy em mày làm từ 6 giờ à? Tao không biết. Trời bây giờ rồi mà sao? Nè thì nó không vào. Mày cà mì. Trời ơi này. Chú nào? Cơm. Chú nào nữa? Còn cơm, không phải nói. À chú nào nữa? Mạnh ngu. Mạnh ngu, đi là mạnh ngu. Đúng rồi. Tí uống gì ai? Nước cũng kìa. Cũng kìa, uống hết chị kìa. Chưa. Đi đây chú mượn. Nhiều lắm. Để đi hôm qua. Mà nó lạnh lắm. Lạnh biết, ai chỉ biết là lạnh. Giờ mày kìa. Thế em đi. Chưa.
Thôi uống nước ngọt đấy. Được. Mày muốn gì? Thôi tao không khát. Không khát cái gì mẹ. Vừa xin xong xong lại giáo đúng đi đây. Trêu mà. Hiểu cặp mà, giáo đúng uống. Mày uống đi. Rồi, tao khát rồi. Mình nhớ tôi ngồi xong, nếu bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh.